10 triệu euro vì quảng cáo không lành mạnh. Theo hãng thông tấn Reuters, mức phạt được đưa ra trong bối cảnh Pháp và các quốc gia châu Âu duy trì quan điểm chỉ trích các công ty công nghệ Mỹ như Google, Facebook, Apple và Amazon. Trong tháng 9, Google nhất trí trả gần 1 tỷ euro cho giới chức Pháp để dàn xếp một cuộc điều tra gian lận tài chính từ 4 năm trước. Google, công cụ tìm kiếm internet lớn nhất thế giới, cũng đã phải đối mặt với sự giám sát nội dung mà nó lồng ghép trong kết quả tìm kiếm và quảng cáo.